Gen Z đời cuối, chỉ đích đời cuối Chứ không phải Gen Z đời cuối, xin lỗi chỉ đích đời cuối Nhưng mà có một cái vị trí Thảo nghĩ rằng là ít ai có thể đạt được Đó là, là giám đốc trong mảng giải pháp Xây dựng thương hiệu tuyển dụng và phát triển đối tác của The Trinity Club Hoàng có thể chia sẻ một chút về công việc hiện tại của Hoàng Một ngày của Hoàng sẽ bắt đầu như thế nào Vì Thảo biết rằng là Hoàng rất bận Kể cả như buổi trò chuyện hôm nay Hoàng cũng phải Hoàng cũng phải rất là cố gắng sắp xếp thời gian Và trao đổi với khách hàng trước khi đến trò chuyện Uh, thật ra thì như thế này ở uh, trước hết là về cái tai tổ đi tức là về cái danh danh vị của hoàng hiện tại hoàng thì luôn luôn không nghĩ rằng danh vị là thứ sẽ tạo nên cái giá trị của bản thân mình trên thị trên trên thị trường lao động đâu mọi người vẫn hay nghĩ như thế nhưng đối với Hoàng thì nó không hẳn ý bởi vì là uh, các quy mô của các công ty khác nhau đúng không ạ giám đốc của công ty này thì chắc gì đã phải là có cái bộ kỹ năng bằng giám đốc của công ty khác đúng không Còn những công ty mà nhân viên của người ta cũng đã khéo là đã bằng đầy người là quản lý ở những cái nơi khác rồi thì cái quan trọng là cái bộ kỹ năng của mình có nó là như thế nào nó đang ở mức độ nào và cái mà gọi là mình uh, cái giá trị mà mình đem lại cho công việc nó ra sao mà thôi nó thì đấy hoàng nghĩ là cái gì nó quan trọng hơn cái tay tồi cái danh vị nhá. ừ. thì hoàng nghĩ là đạt được những cái bộ đạt được những cái kỹ năng của hoàng có ngày hôm nay thì à, phải nói là đúng là không phải nhiều bạn có được nhưng mà cái con số các bạn có được thì nó cũng không phải là quá ít đâu ví dụ như là xung quanh hoàng thì hoàng lúc nào lúc nào cũng nghĩ hoàng là người kém nhất bởi vì những cái người bạn xung quanh hoàng giỏi lắm ấy khi hoàng chưa có gì thì hoàng thì mọi người đã giỏi lắm rồi à, ngay bằng ngay thời điểm này bằng tuổi hoàng thì đã có một người bạn của hoàng là giám đốc mảng phát triển của một công ty công nghệ có hơn một nghìn nhân viên à, phó giám đốc phó giám đốc thì rất là đối với hoàng thì đấy là một cái mà uh, tức là xung quanh hoàng có quá nhiều người giỏi nên hoàng không bao giờ nghĩ mình là giỏi cả, hoàng chỉ biết hài lòng là áo, à, okay, cái bộ kỹ năng của mình nó đang phù hợp với cái lộ trình phát triển mình đã vẽ ra thôi. Ừ. Cái thứ hai là về một ngày làm việc à? à cũng rất là may mắn rằng là hoàng làm ở một uh, startup, một môi trường khởi nghiệp nên là và hoàng lại còn làm agency nữa nên là cái uh, cái cái công việc của hoàng rất là chủ động và nó linh hoạt hoàn làm ở nhà một trăm phần trăm. mùa hè là không phải đi ra đường, không phải bụi bặm, không phải nắng nóng gì cả. đấy là ao ước của rất nhiều các bạn ừ. làm công sở đúng nhà. không? Đấy, cái vấn đề lớn nhất của việc chị làm ở nhà chỉ là phải kiểm soát công việc của mình thôi. Nhưng bởi vì là hoàng là vị trí cao ở trong công ty đấy, nên là cái công việc của hoàng thì nó luôn còn nó luôn bận rộn. nên là đâm ra là mình cũng không phải sắp xếp thời gian gì lắm. công việc có đấy thì buộc phải dậy sớm để làm ấy kiểu như vậy. À, thì à uh, ờ, Hoàng thường một ngày của Hoàng sẽ bắt đầu từ khoảng bảy à, 7h30 Hoàng có thể dậy sớm hơn một chút xíu nữa Thường sẽ dậy từ 7 giờ 30 để có thời gian sắp xếp tỉnh táo một chút Xem một số những cái gọi là xem phim hay là nghe nhạc Để lift pháp tinh thần bắt đầu làm việc từ khoảng hơn 8 giờ <laughs> Và mình sẽ làm liên tục Sẽ có nghỉ ăn trưa, nghỉ ăn tối Nhưng Hoàng thường sẽ làm liên tục cho đến tối Có những lúc là phải làm liên tục đến đêm Giả hạn như trước buổi quay này là Hoàng làm việc đến 3 rưỡi ba rưỡi sáng xong hôm nay thì Bảy 7 giờ dậy để trang điểm <laughs> nói chung là một rất là bận rộn rất phải nói thật là rất bận rộn nhưng cũng có những lúc hoàng rảnh rỗi có những lúc mà 10 giờ 12 giờ trưa ngủ mới dậy chả vấn cũng chả vấn đề gì có những tuần mà hoàng được hoàng tự sắp xếp cho mình được nghỉ toàn bộ 3 ngày thứ sáu thứ bảy chủ nhật không làm gì chỉ chơi thôi chỉ xem tivi thôi tức là công việc nó linh hoạt như vậy ừ. nhưng phải nói thật là như thế này à, bởi vì mình làm start up, mình làm khởi nghiệp à, rồi là mình lại còn làm một một cái agency là một công ty cung cấp dịch vụ nữa nên là được bận là may mắn hoàng ước gì hoàng có thể bận mỗi ngày hoàng <laughs> ước gì hoàng phải dậy sớm mỗi ngày hoàng phải làm đến tối mỗi ngày đấy <cười> là ước <laughs> mơ của ở trong thời điểm hiện tại bởi vì điều đấy có nghĩa rằng là công ty đang phát triển rất nhanh À, mình đang tạo ra được giá trị cho rất nhiều người, bản thân mình cũng uh, phát triển hơn nữa, kiếm được nhiều tiền hơn này, đúng không? Phát triển hơn nhân viên của mình cũng uh, uh, được đông đúc hơn rồi là được thăng chức này kia, mọi người đều vui, cả nhà cũng vui. Ừ. thì Hoàng mong là được bạn hơn nơi, cầu mong, cầu trời. Phát. <laughs> Chia sẻ sâu hơn một xíu ở là một giám đốc ở mảng giải pháp uh, phát triển thương hiệu tuyển dụng đúng không? Công việc của Hoàng một ngày cái scope nó ừ. sẽ có những cái gì? Ừ. Thật ra thì nó rất là đa dạng bởi vì là đương nhiên là việc là một giám đốc thì mình sẽ phải có hai cái nhóm công việc chính đúng không ừ. ạ một là quản lý nội bộ tức là mình phải chứng minh được cái kỹ năng quản lý rất là tốt quản lý hướng dẫn đào tạo nội bộ thì đấy ừ. là một nhóm công việc của hoàng là hoàng sẽ phải liên tục kiểm soát kiểm soát cái quá trình đang diễn ra của các dự án này nhân viên mình đang làm gì à, các kỹ năng của các bạn được phát triển như thế nào có cái vấn đề gì không mình giúp ừ. đỡ các bạn ừ. và lên những kế hoạch đào tạo cho nhân viên ừ. ví dụ như tháng 6 đây là à, công ty hoàng sẽ có một chuỗi training dày đặc À, tập trung vào mùa hè cho các bạn bởi vì đây cũng là thời điểm mà rất nhiều bạn sinh viên nghỉ rất nhiều các bạn nhân viên của hoàng là sinh viên thì ừ. cũng tận dụng thời điểm này để đào tạo, tạo cho các bạn cho ừ. các bạn đỡ nặng gái học hành đồng thời thì một cái mảng công việc nữa là mảng làm việc với khách hàng ừ. bởi vì hoàng là đầu tàu làm việc với khách hàng là bộ mặt của cả công ty bên cạnh ceo nên wow. là tương nhiên là mình sẽ phải gọi là Luôn luôn là một nhà tư vấn Luôn luôn là đưa ra những cái tư vấn Cho khách hàng từ nhỏ đến lớn ừ. ờ, Là doanh nghiệp mà khởi nghiệp Thì lấy đâu ra cái chuyện Mà mình chỉ nói những thứ to tát đúng không ạ ừ. Mà khéo là người ta cần Ví dụ một cái nhỏ tí thôi là bài viết này Chị có nên cắt ngắn lại không cắt thế nào Hoàng cũng sẽ phải tư vấn ừ. là nên làm thế nào để trong phù hợp niềm tin của mình được xây dựng với khách hàng từ những cái thứ nhỏ như thế cho đến những thứ lớn thì Hoàng sẽ phải đóng vai trò là người tư vấn chính. À, bên cạnh đó thì một mảng công việc nữa là mảng phát triển đối tác. Hoàng là một cái doanh nghiệp mà làm việc rất là nhiều với các bạn sinh viên như là Thảo cũng có giới thiệu ở cái phần trước ở ừ. Training Club phát triển kỹ năng cho các bạn sinh viên để các bạn đi làm được tốt các bạn phát huy được hết tiềm năng của mình và kết nối các bạn với những cái chương trình tuyển dụng của các tập đoàn lớn mà xứng đáng với cái tiềm năng của các bạn ừ. thì hoàng sẽ phải phát triển đối tác doanh nghiệp và đối tác sinh viên rất là nhiều hoàng làm việc với nhiều trường đại học với nhiều các câu lạc bộ sinh viên trên toàn hà nội và cả thành phố hồ chí minh nữa có thể sẽ mở rộng ra khu vực ở miền trung và tây nguyên trong năm sau để có thể giúp đỡ được các bạn câu lạc bộ sinh viên là tổ chức nhiều những cái sự kiện tuyệt vời hơn tổ chức được nhiều những cái gọi là buổi training training chia sẻ đào tạo Ờ, uh, đến với lại các bạn trong câu lạc bộ với các bạn trong trường cũng như là những cái người các bạn ở những cái nơi khác nữa và đấy là một cái hành trình mà Hoàng giúp đỡ cũng gọi là giúp đỡ để mở rộng cái mạng lưới giúp đỡ ừ. các bạn sinh viên để nhiều người tận hưởng được những cái giá trị hơn thì đối tác sinh viên và các bạn sinh viên cũng là một cái nhóm mà Hoàng làm việc nhiều trong thời điểm hiện tại là đang chiếm phải đến 60.50% thời gian của Hoàng một ngày. Bởi vì là tầm này là các bạn sinh viên đang thi thố này, tổ chức sự kiện rất là nhiều để chuẩn bị nghỉ hè mà. Nên là Hoàng chủ yếu làm việc với các bạn. Tháng trước Hoàng tham gia chắc phải đến hơn phải đến 14, 15 cái event, sự kiện workshop khác nhau. Bay vào Sài Gòn phải năm lần trong tháng ừ. vừa rồi. <laughs> Lịch trình làm việc dày đặc giới luôn Dày đặc rất là mệt Nhưng mà sẽ có lúc dành ừ. Gọi sức. là khoảng thời gian dành riêng cho ừ. bản thân Tháng sinh nhật của Hoàng là tháng 8 là tháng của Hoàng rất dài. À, Tại sao? <laughs> Tại vì là mùa đấy là cái mùa mà Học sinh viên thì lại chuẩn bị đi học là Chưa có nhiều những cái động lực lắm à, Các doanh nghiệp thì cũng đang là mùa Chuẩn bị bước vào cuối năm Mùa cuối năm mới là mùa bận Thì tất cả các chương trình tuyển dụng Thường sẽ dừng lại mùa mùa hè Và cũng sẽ lại bắt đầu lại từ mùa đông nên là cái khoảng tháng 8, tháng 9 là khoảng mùa off nó Hoàng mong là năm nay nó sẽ không còn rảnh như thế đúng không? <cười> <cười> mong là mình lúc nào cũng bận rộn đúng, đúng mong không là tháng 8, tháng 9 là cũng bận không tháng sinh nhật là bận cực ừ. kỳ thì mong ừ. là như thế nhưng đấy thì nhưng mà dù có thế nào chăng thị trường nó vẫn thế mà nên là dù có bận hơn thì hoàng nghĩ là cái mùa này của hoàng nó vẫn sẽ off hơn một chút xíu ừ. so với những mùa khác ừ. à, quên mất không hỏi về công hoàng đạo nhưng hoàng vừa chia sẻ hoàng tháng 8 à. thì chắc là công sư tử, Cưng sư tử đúng, đúng tử, không? Đúng rồi, hoàng là sư tử. cảm giác như đúng là rất là cuối sư tử đấy nhưng mà thể hiện rất rõ những cái đặc điểm ừ. của sư tử Nhưng người ta hay nói thế mà Càng về tức là những người sinh ở cuối cung đấy ừ. thì hay thể hiện rõ rất là rõ đặc điểm của cái đấy hơn nếu như mà để 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 nói với bản thân với các tính từ thì hoàng sẽ dùng những tính từ gì để miêu tả tính bản thân mình à? ôi rồi thật ra là cũng không, không thích gọi để làm đâu thế là đó là một câu hỏi khó trả lời với hoàng nhưng thường rồi hoàng sẽ thử nói nhá có một cái hoàng đồng ý và nhiều người cũng nói với hoàng là hoàng là một người dũng cảm không hẳn là mạnh mẽ lắm đâu cũng nhiều khi yếu đuối lắm nhưng mà dũng cảm là sự thật dũng cảm lên tiếng này dũng cảm làm những điều mình muốn này dũng cảm đối diện với sai lầm của bản thân những cái lỗi lầm của bản thân dũng cảm đối diện với việc là mình phải lựa chọn mình phải buộc phải tổn thương một ai đó hoặc là tổn thương người khác để tạo ra một cái lợi ích cho nhiều người hơn chẳng hạn ví dụ như thế thì Hoàng là một người dũng cảm và rất là quyết quyết đoán trong việc đưa ra lựa chọn hai đi liền với nhau trước đây thì Hoàng không hề là một người quyết đoán đâu rèn luyện ừ đúng rồi rèn luyện luyện trong quá trình làm việc <laughs> à, bây giờ à, bên cạnh chuyện dũng cảm thì hoàng cũng là một người mà rất là giàu cảm xúc nữa ừ. không biết là có tích cực hay không hoàng nghĩ là vừa tích cực về tiêu cực à, tích cực ở cái chỗ là hoàng có cái sự thấu cảm dễ dàng hơn với bản thân vì với xã hội ừ dễ đồng cảm hơn và cái việc mà có cảm xúc cũng khiến cho mình là gây ấn tượng với mọi người và làm một số công việc liên quan đến cảm xúc nó trôi chảy hơn tuy nhiên thì nó cũng khiến cho mình nhiều khi là bị giàn vặt, bị ừ. suy nghĩ nhiều ấy có những đêm là thức trắng không ngủ chỉ vì là một cái cảm giác nó buồn, tức giận hay tội lỗi gì đó thì ừ. thì cái đấy nó không tốt lắm cho sức khỏe cho cái cuộc sống cá nhân. À, hoàng cố gắng thì không để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc thì cái đấy cũng ừ. là một cái hoàng cố gắng được. À, và cái tính từ thứ ba chắc hoàng nó sẽ nói rằng bản thân là một người mà gì nhỏ tch, hãy nói rằng là một người luôn uh, value oriented trân trọng giá trị thì uh -huh. hướng về giá trị Ê, như hoàng hoàng trước đây còn từng gọi là drop học đại học tức là ở nhà không đi học mà chỉ vì cảm thấy là việc học không có giá trị mà <laughs> wow. ừ. khoảng thời gian này có dài không khoảng uh, một kỳ nhưng mà nó, nó khiến hoàng mất thêm một năm nữa để học lại Thì vì khoa hoàng là khoa chuyên ngành nên là ừ. có rất nhiều môn nó sẽ mở chỉ sau đến một năm ấy nên là hoàng mất một năm rưỡi để ra trường thêm một năm rưỡi so với bốn năm bình thường để ừ. ra trường à, thì um, cái nói chung là bởi vì bây giờ thì hoàng nhận ra giá trị rồi nhưng hồi đấy thì hoàng cảm thấy là mình có làm mình làm ngành marketing truyền thông mà mình đâu có làm cái ngành ngôn ngữ tiếng anh lắm đâu mà mình ừ. lại phải trân trọng cái việc đi học đấy ừ. hoàng cảm thấy là cái việc đi học để chỉ để lấy một cái bằng ấy nó bị ít giá trị quá ừ. nên là hoàng bị không thể nào mà làm được cái điều đấy ừ. Ừ. nhưng mà sau một thời gian bây giờ thì hoàng đã nhận ra là việc học nó cho mình những cái gì nó cho mình à những cái kiến thức mà mình sử dụng ở những cái nơi mà mình không ngờ tới trong công việc như là kiến thức để làm hợp đồng chẳng hạn hay là ờ <laughs> ừ đấy hay là việc mà bồi dưỡng kỹ năng tiếng anh đọc tài liệu tiếng anh chẳng hạn nó giúp cho hoàng trong kỹ năng research bây giờ rất là nhiều à bên cạnh đấy thì việc mà học ở trong khoa việc mà được nhận được cái gọi là sự giúp đỡ từ các thầy cô giáo cũng như là các bạn bè ở trong khoa cũng khiến cho hoàng có một cái mối quan hệ nó rộng hơn để khi này để sau này khi mà hoàng có bất kỳ một cái gì gọi là cần uh, tiếp cần mọi người giúp hoặc có thể giúp mọi người là hoàng đều có thể kết nối được thì đấy là một cái việc gia tăng kết nối của mình rất là tuyệt vời ngoài ra thì hoàng cũng hiểu ra được rằng là à uh, mình có thể học mình vẫn có thể học được nhiều những cái thứ về mặt kỹ năng chẳng hạn như là sự uh, có cái việc mà mình sống có trách nhiệm hơn việc mình gọi là hiểu thấu hiểu cho người khác hơn hiểu cảm xúc của họ và và mình mình sống uh, gọi là giàu yêu thương hơn chẳng hạn như chuyện các cô giáo ở trong khoa cấp khoa đại học của hoàng chấp nhận gọi là để Hoàng có những cái ưu ái nhất định về việc gọi là học hành về điểm danh các thứ chẳng hạn để Hoàng được đi làm thì nếu ừ. Hoàng cảm thấy là họ thực sự hy sinh đấy chứ đúng không họ hy sinh bằng sự yêu thương và bằng sự thấu hiểu họ đã hy sinh để sinh viên có cái cơ hội để phát triển thì Hoàng cũng học được điều đấy từ các cô giáo nữa. Nói chung Hoàng nghĩ là uh, cái khoảng thời gian đi học đại học của Hoàng là một khoảng rất là xứng đáng, rất là oh. đáng giá Hoàng vừa trả lời cho Thảo một câu hỏi mà Thảo định ngay hỏi ngay sau đây <laughs> là vì nhiều bạn trẻ nghĩ rằng là việc mình đi học đại học nó khá là kiến thức học đại học nó khá là vô dụng với bạn ấy khi mà bạn ấy bước chân ra khỏi cánh cửa đại học và bắt đầu đi làm gần như là không áp dụng được gì đó nhiều người có cái suy nghĩ như vậy nhưng mà nhìn ở một góc độ khác thì hoàng vừa đưa ra rất nhiều những lợi ích khi mà mình học đại học không chỉ là về những cái kiến thức chuyên môn mà mình có thể áp dụng ở bất kỳ cái khoảnh khắc một cái thời mà mình cái... không ngờ tới ờ ừ, mà mình không ngờ tới và hơn thế nữa là là mình thay đổi được mình phát triển được cái cảm xúc cái góc nhìn sự lớn lên bên trong cái tính cách của mình khi mà mình đối xử với mọi người khi mà mình giao tiếp với các bạn các thầy cô nữa và cái sự đối xử của mọi người với mình nữa đúng không mình phát triển được rất nhiều ừ. nên là đừng ai nói rằng là đúng học ý. đại học là là vô dụng là à. vô dụng với việc mình đi làm đúng không với có một cái là kỹ năng ừ, ừ nghĩ đúng là rồi những cái bộ kỹ năng mà trường đại học cho hoàng ừ. rất là quan trọng cái đấy là cái học thì có giá trị ừ. <laughs> ví dụ như là được học có thể là không phải trực tiếp qua các bài học mà qua việc mình tham gia các câu lạc bộ mình có những cái cơ hội rộng mở để mình đi làm này kia hay là mình hoạt động ở trong trường nó cho mình những cái kỹ năng cơ bản để mình bắt đầu vào công việc sau này như là kỹ năng uh, sắp xếp quản lý thời gian và công việc đúng không ạ hay là kỹ năng phân tích này kỹ năng giao tiếp thuyết trình uh, kỹ năng uh, uh, truyền đạt thông tin sao cho nó có hiệu quả rồi là những cái kỹ năng sáng tức là sáng tạo giải pháp các thứ thì hoàng nghĩ là những cái đấy là những cái điều mà trường đại học có thể cho mình bồi dưỡng ừ. uh, quay trở lại với việc là hoàng với vị trí hiện tại phải làm việc với các bạn sinh viên cũng như là làm việc với các tập đoàn doanh nghiệp rất là nhiều đúng không? Từ đầu hai phía mình đứng ở giữa mình thấy rằng các bạn các bạn trẻ bây giờ cái các bạn sinh viên đang có gì thiếu gì về phần kỹ năng và những tập đoàn những doanh nghiệp họ cần gì ở những nhân lực trẻ tài năng ừ. ờ, thứ nhất là cái kỹ năng mà các bạn cần thực ra kỹ năng mà các bạn cần nó sẽ đi từ cái nhu cầu mà doanh nghiệp cần trước à, hoàng nghĩ là như thế này thực ra sẽ có rất nhiều những cái kiểu doanh nghiệp khác nhau có rất là nhiều những cái ngành khác nhau có ngành thì rất là nặng về chuyên ngành như là các ngành kinh cơ khí kỹ thuật điện tử nói chung là những ngành mà về mặt gọi là gọi là công nghệ kỹ thuật nói chung có những ngành thì nó lại thiên về những cái kỹ năng transferable skill gọi là kỹ năng có thể sử dụng được ở nhiều những cái tình huống khác nhau như là ngành marketing, ngành sales, hr nhân sự đúng không ạ ờ, nhưng mà nhìn chung ấy, thì có một số những cái nhóm kỹ năng mà cái này mà rất là hoàng không hẳn là đúc rút ra được trong quá trình làm việc mà hoàng đọc các tài liệu phân tích mà hoàng nhận thấy mọi người thấy là nhân sự ngày nay cần có đấy là như hoàng cũng có lê kê phía trước kỹ năng phân tích đúng không ạ kỹ năng uh, giao tiếp để đạt được đến kết quả À, kỹ năng uh, phản tư duy phản biện à đúng rồi hay là à, kỹ năng sáng tạo giải pháp chẳng hạn hoặc là kỹ năng uh, uh, ứng phó linh hoạt với các tình huống có thể xảy ra à, rồi là kỹ năng quản lý thời gian hay là quản lý dự án thì đấy là một số những cái cơ bản mà hoàng nghĩ là mọi người cũng sẽ nói rất là nhiều cái quan trọng chỉ là mọi người phải thực sự tìm hiểu được về những cái kỹ năng đấy nó là cái gì rồi là các những, những cái sự thể hiện nó ra nó như thế nào và cái sự thể hiện những cái kỹ năng đấy được nâng cấp như thế nào qua các cấp khác nhau thì đấy là cái mà 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 mọi người cần phải tìm hiểu một cách kỹ lưỡng ờ uh, trong cái trong cái phạm vi của cái podcast này cũng như là với cái những cái tầm nguồn tài liệu mà hoàng có trong tay hiện nay thì rất là khó để hoàng giải thích kỹ hơn cho các bạn nhưng mà những cái này thì bản thân the training club cũng có những cái khóa học để hướng dẫn có những cái workshop để hướng dẫn các bạn và cũng có thể sẽ mở rộng trong thời gian tới để các bạn có một sự thấu hiểu hơn về những cái bộ kỹ năng mà công việc ngày cần công tác công ty cần thị trường cần và các bạn cần phải có những cái đấy nó ở giữa đúng không các công ty ừ. cần và các bạn cũng nên trau dồi những kỹ năng đấy đúng chính xác trên tất cả những ừ. cái hoàng vừa list ra vừa liệt kê ra thảo sẽ pick một cái nhé à, kỹ năng thuyết trình đi nói sâu hơn một xíu làm sao để trao dồi cho mình một cái kỹ năng thuyết trình một cách ứng xử ứng biến khi mà mình thuyết trình trong tất cả mọi tình huống và làm sao để thuyết phục được người đối diện với okay. quan điểm ý kiến của mình ok thế thì hoàng sẽ nói kỹ là là kỹ năng thuyết phục nhé ừ thuyết trình nó là một cái nhỏ trong thuyết ừ, phục ừ. 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 thì để gọi là thuyết phục được người khác ừ trước hết mình phải hiểu được rằng là cái mong muốn của họ là gì Ở hoàng gần đây có xem một bộ phim ừ. là tên là agency và ừ. luôn về cái thế giới ừ. <laughs> hoàng ta làm việc giới ừ. gọi là truyền ừ. thông sáng tạo quảng cáo tại vì thảo ừ. biết là hoàng cũng có rất là có kinh nghiệm <laughs> trong agency đặc biệt là về truyền thông quảng cáo marketing Mặc, yes. và cái việc mình phải thuyết phục khách hàng phải thuyết được trình rất là rất nhiều và nó thật sự rất cần ừ. và ừ. thảo nghĩ rằng đây cũng là một cái kỹ năng mà bất kỳ bạn trẻ nào nên có nên có bất ừ. kỳ nghề nghiệp nào cũng nên cần đúng khi ừ. cái việc đầu tiên ý, đấy là giống như trong cái bộ phim đấy uh, cái ông chủ tịch tập tập đoàn này đã nói đấy là mọi người thường đem lại thường đem cho tôi cái thứ tức là cái chia sẻ lại dài thêm một tí xíu nhá thì cái cảnh phim đấy là cái cô gọi là giám đốc sáng tạo đó uh, cái ông này bảo là hãy đem một thứ đến nhà tôi thì uh, ông là chủ tịch của cả tập đoàn sở hữu công ty đấy thì cô ấy không, lúc đó không đem cái gì nhưng xong hồi nghiên cứu đã đem cho ông ấy một cái bánh mì bánh mì kiểu chỉ là bánh mì kiểu năm nghìn mười nghìn đấy dịch ra Việt Nam thì Việt là như vậy ở một cái lò bánh mì ở gần nhà ông nghĩ à, trước đây nhà ông ấy trước đây thì ông ấy rất thích cái bánh mì đấy và ông ấy bảo rằng là mọi người thường đem cho tôi những thứ bánh rất ngon những cái thứ bánh rất là đắt tiền bởi vì mọi người đang chỉ muốn phô trương và thể hiện rằng là mình quan tâm đến tôi nhưng mọi người thực sự không thể hiểu được mong muốn của tôi là gì tôi rất thích ăn cái bánh này từ ngày xưa đến giờ và tôi vẫn luôn nhớ cái hương vị của nó thì cô là một người mà biết được là luôn luôn hiểu được là mong muốn của mọi người là gì thì đó hoàng nghĩ là để thuyết phục được người khác để gây được ấn tượng người khác chúng ta phải tìm hiểu xem mong muốn thực sự của họ là gì khi mà hoàng đi cung cấp giải pháp cũng thế hoàng không phải cứ nói ra cho vui hay là nói ra để cái hợp đồng của mình được nhiều tiền nhất mà hoàng sẽ luôn luôn dựa vào vấn đề của khách hàng mong muốn của khách hàng và tìm hiểu kỹ càng xem là cái gì thực sự là cái 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 mà họ đang phải đối diện cái gì là cái mà họ thực sự đang cảm thấy khó khăn cần đến một cái đơn vị đối tác để giải quyết và hoàng đưa ra những cái giải pháp những cái những cái gọi là uh, chiến lược mà nó phù hợp với lại cái nhu cầu của người ta um, thì đấy là cái điều đầu tiên và cái đấy cũng là cái mà khiến cho những cái đối tác của mình rất là trân trọng mình khi mình thấu hiểu và mình cố gắng tìm hiểu họ có thể không hiểu trong lần đầu tiên nhưng mình phải cố gắng hết sức để mình luôn nỗ lực tìm được cái điều đó thì cái đấy nó sẽ yêu cầu là bản thân bạn phải có cái kỹ năng nghiên cứu rất là tốt đúng không ạ kỹ năng research thông tin nghiên cứu rất là tốt rồi là kỹ năng uh, tạo dựng các mối quan hệ ví dụ như là phải nói chuyện được với những cái người phía khách hàng hoặc là những cái người quen từng làm ở cái công ty với những cái đối tác ấy chẳng hạn để hiểu được xem là họ có vấn đề gì hành chính phát triển của họ ra sao họ cần cái gì vào thời điểm này uh, cái uh, thì đấy hoàng nghĩ thế là quyết, nó quyết định năm mươi khả năng thuyết phục của bản thân rồi năm mươi còn lại nó sẽ đến từ một số yếu tố sau cái thứ nhất đấy là sự kỹ lưỡng trong việc chuẩn bị những cái nội dung để thuyết phục ừ như hoàng còn nói là trước đây khi mà hoàng lên cơ hội cho ai chương trình cơ hội cho ai để thuyết phục được các uh, sếp chọn mình các ceo chọn mình thì hoàng đã phải nghiên cứu rất là kỹ lưỡng đúng không ạ cả về thị trường cả về công ty rồi là bồi dưỡng kiến thức thì cái việc chuẩn bị đấy nó sẽ đem lại cho mình một cái sự tự tin khi mình nói ấy, và nó đem lại uh, một cái cảm giác cũng không phải là cảm giác mà nó đem lại một cái sự thật cho người cho mọi người và cho chính bản thân mình rằng là à anh ấy đang hiểu những gì anh ấy nói chị anh chị ấy đang hiểu những gì anh chị ấy nói và anh ấy biết rằng là cái người ấy biết rằng là họ có thể làm được cái điều cái, cái, cái điều mà họ đang nói thì đấy là sự tự tin đến từ nội tại và đến từ người khác dành cho mình khi mà mình chuẩn bị kỹ lưỡng cái thứ hai cái yếu tố thứ hai đó là bản thân mình phải có một cái phải học cách gọi là giao tiếp sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt ngắn gọn cái trực này, cái diện nó ở ừ. ừ, đấy à, không phải ai cũng giỏi trong việc nói và việc sử dụng ngôn ngữ ngay bản thân Hoàng OK có thể có một tí gen đi nhưng cũng phải luyện tập rất nhiều để có thể giao tiếp một cách ngắn gọn hơn hoặc nếu mà dài dòng hơn thì phải là dài dòng một cách có ý đồ thì đây là cái yếu tố thứ ba này đấy là khi mình nói để thuyết phục mình phải có ý đồ trong mọi câu nói ý đồ ở đây nó không phải một cái gì xấu xa nhé mà là mình có mục đích Mỗi câu nói của mình đều nói ra đều có ý nghĩa, có mục đích. Nếu như nó không đi trực diện vào cái vấn đề mà chúng ta đang bàn bà luận thì nó phải có ý nghĩa khơi cảm xúc, tạo tò mò hoặc là một cái yếu tố gì đấy để gọi là giúp cho cái người nghe thu hút và tin tưởng mình hơn. À, việc điều chỉnh cảm xúc cũng như là gọi là có những cái ý đồ nó rõ ràng khi mà mình nói ra từng câu, nó cũng là một cái điều quan trọng để thuyết phục được người khác. Ừ, từ nãy đến giờ là thằng nghĩ là nếu như mà ai quan tâm đến cái kỹ năng này là list ra được rất nhiều các yếu tố để phải quan, quan tâm thế. rồi đúng không à, hơn cả cái việc là hướng ra ngoài đi thuyết trình thuyết phục khách hàng cái việc ứng xử trong nội bộ để làm sao để thấu hiểu team quốc một nhau một cách hiệu quả thì hoàng coi cái việc đấy có quan trọng không và làm sao để trau dồi cái việc đấy việc mình phải hòa hợp với một team ừ. khi làm việc Hoàng nghĩ là như thế này Thật ra ấy, những cái chia sẻ của Hoàng về trước về mặt thuyết trình Nó cũng chỉ là kinh nghiệm cá nhân thôi và bây giờ để nói là về câu chuyện hòa hợp cá nhân nó cũng chỉ là kinh nghiệm cá nhân hòa hợp trong nội bộ ừ. cái việc mà để hòa hợp với nhau ấy thật ra nó vẫn giống hệt như phía trên ừ. nó vẫn phải, vẫn phải đi vẫn từ năm mươi phần trăm là mục đích đúng ừ. không ạ chúng ta phải biết được rằng là mọi người đến với nhau mọi người làm việc ở đây làm việc cùng với nhau có mục đích gì và cái mục đích chung của tất cả mọi người là gì hoàng tin rằng nếu như các tổ chức các hội nhóm mà có một mục đích chung và giúp cho mọi người luôn luôn nhắc nhở mọi người về cái mục đích chung đấy để cùng hướng tới thì mọi cái sự bất đồng rồi cuối cùng nó cũng sẽ được hóa giải bởi vì về cá nhân chúng ta có thể không yêu thích nhau đúng không ạ nhưng chúng ta cần nhau ít nhất là trong cái công việc này trong cái khoảng giai đoạn này mỗi người chúng ta bù trừ được cho nhau thì mình phải gạt bỏ những cái vấn đề cá nhân sang để cùng đạt được cái lợi ích mục đích chung chứ đúng không thì à, thật ra cái quá trình gọi là để làm sao mọi người luôn luôn nhớ về và hướng tới cái mục đích chung hoặc cũng nghĩ là cái khó nhất trong doanh nghiệp đúng không ạ nó yêu cầu một sự giao tiếp rất là rất là phải thẳng thắn và lại còn khéo léo và lại còn phải tinh tế mình phải hiểu được mục đích riêng của tất cả mọi người đúng không ừ, ạ tâm tư nguyện vọng ừ, riêng đấy tâm tư nguyện vọng riêng mình phải cố gắng làm sao để kết nối được những cái tâm tư nguyện vọng đấy với mục đích chung đôi khi mình còn phải thay đổi cả mục đích chung <laughs> hay là thuyết phục mọi người từ bỏ mục đích riêng nữa nó rất là khó và hoàng cũng không phải là thực sự không phải chuyên gia trong cái lĩnh vực này vì hoàng cũng còn cũng mới hai tuổi cũng chưa có nhiều kinh nghiệm lắm các anh thực ra đôi khi hoàng thấy cái lĩnh vực quản trị nhân sự quản trị hội nhóm ấy là một cái lĩnh vực mà cần kinh nghiệm sống cần trải đời cần trải nghiệm thì mới có thể đưa ra đến những cái lời khuyên tốt được cái điều thứ hai mà hoàng nghĩ là để có thể giao tiếp trong hội nhóm đấy là sự tôn trọng yếu tố về sự tôn trọng nó rất là cần thiết Hoàng nghĩ rằng là dù chúng ta có thể không thích nhau không vui với nhau nhưng ai cũng yêu quý ai cũng thích cái điều cái cái sự thật là mình được tôn trọng đúng không ạ và về mặt cơ bản ấy là con người với nhau thì sẽ luôn luôn có điều này điều kia chúng ta cần nhau thì chúng ta phải tôn trọng nhau ừ đúng không ạ trừ khi mà anh không cần tôi nữa tôi không cần anh nữa thì khi đấy mình có thể thôi cứ nói thẳng ra là muốn cư xử với nhau thế nào cũng được đi ừ. lẽ ra là không nên như thế mà mặc đi ừ đấy nhưng mà nhưng mà trong tình huống đấy thì 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 thôi thì gọi là cũng gọi là nước 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 đổ là khoai đi nước chảy béo trôi thôi chứ còn nếu mà đã làm việc với nhau đã là một tập thể mình phải có sự tôn trọng thì mình mới tạo ra một cái không khí nó 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 tốt một một cái môi trường làm việc nó lịch sự nó và cái yếu tố thứ ba hoàng tin rằng là tạo nên một cái sự hòa hợp nghe có vẻ không hợp lý lắm nhưng nó lại hợp lý đấy là sự đa dạng yếu tố tôn trọng và yếu tố đa dạng ờ đó yếu tố đa dạng đây là gì hoàng tin là một cái bất cái vấn những cái vấn đề mà ở uh, các doanh nghiệp các tổ chức trong xã hội hiện nay là phải nó rất là phức tạp nó đến từ nhiều những cái khía cạnh khác nhau do sự phát triển như là vũ bão của cuộc sống và của công nghệ. Chính vì điều đấy nên những cái vấn đề mà họ đối diện gặp phải, họ cũng cần một cái sự, một cái tim đa dạng, một cái sự đa dạng nhất định về bộ kỹ năng, về bộ tính cách rồi là về kiến thức để có thể giải quyết được một cái khối vấn đề, một cái khối gọi là khủng hoảng nhỏ nhỏ như vậy thế nên là một cái tim mà ví dụ vừa có già vừa có trẻ vừa có người có suy nghĩ này vừa có người có suy nghĩ kia có người có chuyên môn mảng a có người có chuyên môn mảng b thì hoàng nghĩ là sẽ là một cái điều giúp tăng cái sức mạnh của cái team đó của cái hội nhóm đó của cái công ty hay cái tổ chức đấy để có thể giải quyết và phát triển giải quyết được những vấn đề khó khăn hơn và phát triển lên những cái tầm cao mới để cũng là lý do mà tại sao khi hoàng làm việc với các doanh nghiệp đa quốc gia những cái tập đoàn đa quốc gia hay là các tập đoàn lớn ở Việt Nam hoàng thấy rằng mọi người luôn luôn đề cao một cái yếu tố trong văn hóa làm việc đấy là diversity and inclusion là sự đa dạng và uh, chấp nhận hội nhập đó. Tức là trong môi trường làm việc họ luôn đề cao việc có nhiều những người đến từ nhiều những cái mảng miếng background kiến thức kỹ năng khác nhau và họ tôn trọng cái điều đấy. Họ khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy mình được include, tức là mình mình ở trong cái đội này, cái công ty này, cái hội nhóm này, mình là và một phần đúng mình không? là một phần chính ừ. xác và họ không cảm thấy mình bị tách biệt. Ừ. bên cạnh là một người sếp, một người lead, một người manager ở trong The Trinity Club. Hoàng còn là một content creator nữa, sở hữu hơn 50.000 người theo dõi trên tất cả các nền tảng xã hội của mình. Hoàng có kinh nghiệm gì muốn chia sẻ cho các bạn đang theo con đường này không? Ờ, thật ra Hoàng nghĩ là cái đầu tiên phải nói với các bạn là làm content creator rất là cực rất là mệt đấy bởi vì là đặc biệt khi mà còn đấy là một cái nghề tay trái nữa mình sẽ phải dành thời gian ra cho nó mỗi bài viết của hoàng hay là của những cái người bạn hoàng chẳng hạn tốn rất là nhiều thời gian mất rất nhiều công sức để nghiên cứu để phân tích để lắng nghe xã hội để có thể viết ra được những cái chủ đề đấy gạch đi gạch lại rất nhiều lần và chưa chắc là đã được nhiều người thích hay là được nhiều người tương tác với nó, ờ, đương nhiên đã làm content creator đã làm người gọi là uh, phát triển nội dung thì luôn luôn muốn nội dung của mình được đến nhiều người tiếp cận đúng không ạ? Nhưng không phải nội dung nào mà bạn đầu tư cũng sẽ được nhiều người tiếp cận thì nó lại còn mệt ở cái chỗ đấy nữa cơ và phải nói thật là cho đến bây giờ thì Hoàng cũng uh, chưa kiếm sống được bằng việc viết đâu hoàng viết để gọi là chia sẻ một cách rất tự nhiên thôi và thật sự là hoàng cũng không nghĩ đến việc là sau này sẽ kiếm sống bằng nó phải nói thật là như thế bởi vì là hoàng hướng đến cái giá trị đem lại cho cộng đồng trước nên là nếu như bạn nào nghĩ rằng là làm content creator một tự do nhá tức là viết viết kiểu xây dựng hình ảnh cá nhân viết trang cá nhân ấy mà mục đích là để kiếm tiền thì chắc là cũng có nhưng mà khó đấy cũng lâu đấy cũng phải rất mất rất nhiều thời gian và cực và cơ cực đấy thì đấy là cái đầu tiên mà muốn nói là phải chu chu chuẩn bị tinh thần cho các bạn ngoài ra thì họ cũng muốn chia sẻ thêm một chút xíu về cái, cái 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 gọi là cái cái về sáng tạo đi ừ, có về sáng nào tạo. về có bị cạn cái ý tưởng nhưng mà sáng tạo không thì đấy đấy cũng là một cái vấn đề mà ừ. các creator gặp phải là nhiều khi mình không biết viết gì ừ. không biết nói gì không biết làm gì không biết làm gì để, để có xin. thể đúng rồi thì thứ nhất đấy là cái điều rất là bình thường nhá các bạn phải đối diện được với cái điều đấy đối diện được với việc là việc này khổ đối diện được với những khoảnh khắc mà mình sẽ bị cạn kiệt sức sáng tạo Uh, và mình phải tìm ra những cách để mình vượt qua chẳng hạn như với việc cạn kiệt sức sáng tạo thì uh, đối với hoàng ấy sáng hoàng sáng tạo dựa trên chất liệu cuộc sống nên hoàng lắng nghe cuộc sống rất là nhiều hoàng nghe hội thoại của mọi người hoàng đi chợ đi búa uh, hoàng nói chuyện với mọi người dù đấy là ai dù uh, với tất cả những tình huống hoàng có thể nói chuyện cho cuộc sống dạ như khi khi hoàng đi grab hoàng rất hay nói chuyện với các anh grab hay là hoàng nói chuyện với bác bảo vệ hoàng nói chuyện với lại chủ nhà Uh, Hoàng nói chuyện với các uh, chị gọi là ở các sạp hàng ngoài chợ, um, hay là ví dụ vào siêu thị thì Hoàng hay nói chuyện với cái người mổ chặt cá chặt thịt để Hoàng biết là à thì miếng nó thì ngon. Nói chung là Hoàng lắng nghe tất cả mọi thứ rồi trên mạng xã hội cũng thế. Hoàng đọc. Ôi ôi, cái trang của Hoàng nó rác ra Cái tường nhà Hoàng nó rác ra Bạn có thể thấy tất cả các thông tin ở đấy Vừa thông tin nghiêm túc Vừa thông tin giải trí Vừa những cái thông tin gọi là này nọ Nói chung có tất cả mọi thứ trên trang của Hoàng Đây là quan điểm cá nhân của Hoàng Ừ đúng Nói chung là cá nhân Hoàng Tìm kiếm nguyên liệu để sáng tạo Qua nguyên liệu thực tế đời sống Đây là Hoàng chọn là nghe cái cái, cái cái đời sống của mình và đôi khi có cái gì hay bằng lưu lại Hoặc ghi lại Ê, bằng cấp chỉ một cách nào đấy cái lưu vào máy tính này ghi lại vào sổ này thì các bạn cũng có thể thử xem các bạn mới mới bắt đầu với cái ngành này thì cũng có thể thử gọi là mở lòng đó nhận tất cả mọi thứ xem là liệu là cái sức sáng tạo của các bạn có dồi dào hơn không ừ. ờ, bên cạnh cái việc có những cái thành công thầm nghĩ rằng là những cái kết quả bây giờ Hoàng đạt được có vẻ như là Hoàng cũng đã hài lòng. Đương nhiên là mình không hài lòng để mình dừng lại, mà mình vẫn đang tiếp tục phát triển. Nhưng mà ở ngoài kia, Hoàng có thấy rằng là như tụi mình vẫn hay gặp cái gọi là áp lực, ừ. áp lực về việc thành công, <laughs> có nhà có xe có địa vị, tôi phải kiếm bằng này tiền mua nhà ở tuổi 22, những cái tai tổ, ừ. những cái truyền thông hay những cái con người làm cho những bạn trẻ khác có vẻ bình thường hơn, có những cái kết quả nhẹ nhàng hơn thì họ áp lực áp lực đồng trang lứa. Rồi, ok. Trước hết thì hoàng nghĩ thế này nhá, áp lực đồng trang lứa là một cái mà nó có xảy ra và phải nói thật là nó đang càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn bởi vì cái trang lứa ở đây chúng ta nó không còn là ví dụ hoàng với thảo ngồi cạnh nhau nữa mà là cả thế giới đúng không ạ? Do mạng xã hội, uh, truyền thông, sự phát triển của công nghệ khiến cho thế giới những những cái tin tức mà mình nhận được nó không còn bị giới hạn bởi mặt địa lý đó thế nên là chúng ta nhìn thấy càng nhiều người giỏi trên thế giới thì chúng ta lại càng cảm thấy áp lực Anh hơn lực. đúng không ạ kiểu ông này 22 tuổi ở mỹ làm những cái này tôi hai tuổi ở việt nam chẳng là ai hay là kiểu cô này mỗi lần mà có hoa hậu cuộc thi hậu việt nam hay là các cuộc thi hậu diễn ra ấy mà một bạn này đăng quang lại có những bài kiểu ôi lực ừ, rồi, đấy hai mươi tuổi đã thay hoa hậu tôi 20 tuổi xin tiền bố mẹ hàng ngày kiểu kiểu như thế rất là áp lực ý ừ. hoàng nghĩ là Thế cái này thì nó có nó có một số khía cạnh mình phải phân tích nhé Đầu tiên là những cái chuyện đấy Cái chuyện như là 22 tuổi đã đạt được cái này kia Thì rất là tốt Nó là những cái rất là đáng khen đúng không ạ Những người quá giỏi, quá tuyệt vời Trong với như với những cái điều mà họ đạt được Họ xứng đáng nhận được cái lời khen tặng của xã hội à, Nhưng cái vấn đề tạo nên áp lực Hoàng nghĩ rằng là bởi vì không ai nói đến quá trình Cái này Hoàng đã từng nói trong bài viết Hoàng rồi Không ai nhắc đến quá trình Đạt được cái điều đấy đúng không ạ 22 tuổi mua được nhà mua được xe thì họ đã phải nỗ lực đến thế nào đúng không? Hay cái background của họ như nào? Nhớ được cái nhà cái xe của bố mẹ họ cho à? Họ Ví dụ như thế. Hoặc là nhưng cũng có thể là họ khởi nghiệp tự thân. Thì thì chúng ta phải biết được quá trình, chúng ta phải biết được cái câu chuyện đằng sau của họ và phải nói một điều như thế này nhá, Hoàng cảm thấy là nếu như không nói ra cái câu chuyện đấy thì cũng là một sự bất công cho họ. Ấy. Ờ, đúng không? Ừ. Thế bây giờ thì... họ có quyền được khoe đúng rồi mà. họ có quyền được ừ. nói về cái quá trình mình diễn ra mà đúng không ạ? Và cái điều đấy khiến cho cộng đồng hỏi họ kiểu gọi là càng trân trọng họ hơn, hiểu đồng cảm với họ hơn chứ không ghét họ bởi vì họ là một người khoe mẽ. Thế tại sao họ đã giỏi như thế, họ đã vượt qua nhiều khăn thế mà họ lại phải chịu đựng những cái, cái sự kỳ thị từ cộng đồng chỉ vì mọi người cắt mất cái quá trình cái câu chuyện của họ đi đúng không thì đấy thứ nhất là hoàng nghĩ là cũng là do vấn đề truyền thông ngày nay nữa quay trở lại câu chuyện truyền thông là mọi người hay cắt gọt cái quá trình đi quá mà chỉ nhìn về kết quả không thôi thì cái đấy nó tạo ra áp lực và cái thứ hai cũng phải nói thật là như thế này ừ. xã hội việt nam mình hoặc không biết là các xã hội các nước châu á khác hay thế giới có thế không á cũng có thể là có đấy nhưng mà bởi vì hoàng ở việt nam nên hoàng xin phép chỉ nói ở việt nam thôi là có rất nhiều những cái định nghĩa về mặt thành công ừ là ừ đấy phải giàu có phải có tiền mới là thành công phải thế này phải thế kia mới là thành công đúng không ạ nhưng xét trên một cái bình diện thực tế đi con có, có rất ngay bản thân cái gọi là cái 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 truyền thông về mặt thành công nó đã có đa dạng như vậy rồi đúng không có người thì truyền uh, thông giàu là thành công có người truyền thông là có là, là hoa hậu xinh đẹp thì là thành công thì bản chất của cái thành công của cái định nghĩa nên nó là như vậy nó nó đa dạng và nó không có một cái gì là chính xác cả đó thế nên hoàng nghĩ là những cái bạn mà đang gặp những cái áp lực đồng trang lứa thì có một cái cách để có thể trở nên bình tĩnh hơn đấy là trước hết mà cái cách là bạn hoàng cũng hay nói với hoàng đấy là đầu tiên hãy Tắt hết mọi thứ đi đã đừng nhìn đừng nhìn <laughs> mọi người nữa làm ơn tại vì thực trên thực tế chúng ta cũng không cần phải nhìn mọi người nhiều lắm trong cuộc đời đâu. Mình tập trung nhìn vào mình thôi. Đó trừ khi phải đi gọi là so sánh đối thủ cạnh tranh khi mà làm chiến lược chẳng hạn. Đa phần chúng ta không cần phải nhìn vào mọi người quá nhiều. Hãy tập trung vào bản thân mình trước. Những lúc mà áp lực gặp áp lực đồng trang lứa nhiều quá thì hãy tạm thời disconnect với những cái trang lứa đấy. Hãy tập trung vào bản thân mình trước, tập trung làm những công việc mình đang cần phải cần phải xử lý trước. Nghĩ về bản thân mình là đang cần có cái gì cần phải phát triển. Đó, và tìm hiểu Tạo ra cho mình một cái con đường Để mình phát triển nó trước đó. Sau đấy rồi thì đến lúc nào vui vui Lên một chút Tâm trạng tốt hơn một chút Thì hãng nhìn lại uh... Hoàng có gặp không? Hoàng có từng cảm thấy rất là áp lực Mà mình đấu tranh Để phải vượt ra khỏi cái áp lực đấy Áp lực về bạn bè xung quanh mình quá rồi Rất là nhiều và thường xuyên luôn Thậm chí Hoàng áp lực Đấy cái chuyện nghe chia sẻ Bởi vì Hoàng đã từng chia sẻ với bạn thân Hoàng rồi Hoàng áp lực bởi chính thành công của bản thân luôn Ừ mình vui cho người bạn mình vui cho bạn và bạn Hoàng cũng thế nhá. Tức là nó rất là bình thường thôi. Càng gần nhau thì càng dễ bị áp lực bởi nhau mà à, nhìn thấy bạn thành công mình vui cho bạn, mình sướng cho bạn. Ừ. Nhưng mình cũng tự thấy áp lực nữa. Mình thấy là ôi tại sao tại sao mình không cố gắng được như nó, Ồ, tại sao mình không có được kết quả như thế. Đúng mà mình lại còn nhìn thấy chặng đường của nó. <laughs> Tức là mình không bị cắt gọt cái gì. Con người của bạn với với mình là mình nhìn rất rõ mọi đường chân tơ, kẽ tóc những khó khăn trải xảy qua người ta đạt được khó, người ta đạt được đấy thì mình lại càng áp lực hơn bởi vì mình không có lý do gì <laughs> để không đổ, lỗi đổ lỗi không cho không rồi. Minh nữa rồi mình không bị minh được nữa rồi đó thế nên là cái áp lực lại càng lớn hơn à, ngày xưa hoàng đã từng có một thời gian là hoàng bị áp lực đến mức là hoàng phải bỏ về quê tức là hồi như hoàng đang đi làm một cái rất là bình thường nhưng vì bạn bị áp lực quá nhìn thấy mọi người làm được cái này cái kia mà mình không làm được khó chịu quá thế là phải bỏ về quê một thời gian không lên mạng xã hội không giao tiếp gì với bạn bè luôn cũng may là bởi vì hồi đấy ở trên nhà hoàng cái wifi nó yếu <laughs> tức là cái sự kết nối mạng ở miền núi nó không được tốt nên mình disconnect một cách kiểu rất là vật lý và về mặt tinh thần nữa thôi thì hoàng nghĩ như thế này khi mà mình có những cái áp lực nó căng thẳng quá ấy, thì thứ một là các bạn nên cho bản thân thời gian để đối diện với nó đối diện với những cái cảm xúc tiêu cực đối diện với cái cái sự tiêu cực đấy của bản thân chứ không nên gạt bỏ không nghĩ là à nó tệ quá mình phải dập nó đi những cái cảm xúc tiêu cực những cái suy nghĩ tiêu cực ấy nó có một cái nhu cầu là nó phát ra bất kỳ cảm xúc nào cũng thế cả tích cực đúng không ạ thế tại sao khi tôi tích cực tôi được nói với cả thế giới là tôi vui tôi được tổ chức tiệc tôi được vui vẻ đúng không ạ mà tại sao tiêu cực thì lại không được thì bất... mình thì ừ. không nên đúng không? Thế bất công với cảm xúc tiêu cực quá đúng không ạ? Chúng ta nên có khoảng thời gian để cho cảm xúc tiêu cực được được bộc lộ ra. Cái này là chuyên viên tham vấn tâm lý của Hoàng đã nói với Hoàng. Ừ. Ờ à, có rất là nhiều cách thì hồi đấy Hoàng được hướng dẫn một cách là viết và đến bây giờ Hoàng vẫn dùng là Hoàng viết ra tất cả những cảm xúc tiêu cực có nhiều thứ kinh khủng lắm, có nhiều điều đen tối lắm mà nói ra chắc mọi người sợ luôn á. Nhưng Hoàng tin trong đầu mình thỉnh thoảng sẽ có những suy nghĩ đấy chúng ta là con người là có phần con và phần người mà thì những cái suy nghĩ phần con là có đúng không ạ à, thì hoàng viết ra đầu tiên là hoàng đối diện với nó bằng cách hoàng viết ra trước hoàng nói một mình đôi khi nói một mình cũng hơi điên điên thì nhưng mà đây là mình để mình xả để mình xả cảm xúc đúng không ạ ở một mình thì hoàng thậm chí có thể hét lên hay trong phim hay có kiểu đập phá đồ đạc đấy mỗi khi đấy. Ừ, mỗi khi bạn như hoàng thì không đập phá <laughs> tiết tiền là <lắm. cười> có giàu đâu mà đập <laughs> mình, okay. nói... mình, mình dùng cách đấy nói... hơn là <laughs> hết lên rồi trong mấy không? phim kiểu các cô nhà giàu là hay gạt và chị bảo cái này, gạt một cái nhưng mà hoàng rất là thương ừ. những cái thỏi son những <laughs> 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 cái đồ hoàng đã bỏ tiền ra mua như là ừ. mình chẳng cách nhẹ nhàng hơn là viết là hết lên là nói một mình để bộc lộ cảm xúc và đối diện với chính bản thân mình đã mình dành thời gian sau khi mà bộc lộ ra các tin hoàng đi nhá bởi vì cái này là chuyên viên tâm lý tư vấn cho hoàng nên nó phải đúng rồi đó thì là khi mà mình được bộc lộ ra với mình trước ấy cái cảm xúc nó dịu đi rất nhiều rồi nó thoải mái hơn rất 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 nhiều ấy đầu tiên và và mình phải mình chưa nhảy đến cái bước tiếp theo luôn mà mình phải suy nghĩ về nó trước tức là sau khi mình bộc lộ ra mình phải dành thời gian để nghĩ về cảm xúc đấy tại sao mình có nó nguyên nhân là gì điều gì đã khiến mình có cái đấy và nếu như lần sau thì mình có thể làm gì hoặc mình nên cải thiện như thế nào rồi, sau khi mình đã có một sự bình tĩnh và suy nghĩ được về của chính bản thân mình rồi Mình mới bắt đầu đi nói chuyện với người khác Để bộc tiếp tục giải tỏa nếu như chưa giải tỏa xong Mình nói chuyện với người khác vừa để giải tỏa vừa để hỏi thêm input Tức là hỏi thêm những ý kiến của mọi người về cái tình huống đấy Để mình bồi dưỡng cho cái phương hướng, cái cách giải quyết của riêng mình Và phải nói chuyện với người phù hợp đúng không? Ừ, đúng, đúng, chính xác cái này hoàng cũng được chuyên viên tham vấn tâm lý luôn nhá <laughs> là thật ra ấy tất cả các mối quan hệ trong cuộc đời của chúng ta thì đều nhằm đạt được một mục đích nhất định và đúng là như thế mình hướng đến nhau bởi một mục đích mà và mình phải đồng ý chấp nhận điều đấy và chúng ta phải tìm đúng người đúng mục đích ví dụ như là khi chúng ta cần tâm sự phải tìm đúng lên cái nguồn cái người mà có thể chia sẻ với chúng ta trong khoảnh khắc đấy ngày xưa hoàng cái 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 cái, cái, cái lý do hoàng chia sẻ cái điều đấy với chuyên viên tham vấn là bởi vì hoàng hay tâm sự với sếp xong sếp hoàng còn nói những câu khiến cho hoàng muốn chết <cười> <cười> kiểu Ôi, thầy, thầy. không không gọi là kiểu chết là nó buồn cười hơi quá lên thôi nhưng lại khiến cho hoàng còn tức hơn ờ. kiểu, nói xong cảm thấy chả giải quyết được cái gì hết trơn thì <laughs> thì bởi vì đơn giản là bởi vì anh ấy không phải là một người cảm xúc không thể đồng cảm được thôi mình tìm về anh ấy để giải quyết về công việc thì được chứ tại sao lại tìm về giải quyết cảm xúc họ không quyết giỏi, cảm... để không ừ. giỏi để đưa lời khuyên chẳng hạn không giỏi để đưa lời khuyên về ừ. cảm xúc ừ. thì mình phải tìm những người cảm xúc chứ ví dụ như bạn thân của hoàng chẳng hạn đấy thì nói chung là mình phải đúng là mình phải tìm đúng người phải biết là người này có thể giúp được mình cái điều gì và mình phải hỏi đúng người cùng một câu chuyện nhưng mình hỏi kiểu các kiểu khác nhau với những người khác nhau để mình có được những cái lời khuyên nó chính xác đó mình bồi dưỡng cho cái hướng đi của mình đã nghĩ ra trước kiểu tự mình nghĩ ra trước ấy mình luôn phải có một cái gốc của bản thân trước rồi mình mới hỏi người khác để làm ý nghĩa tham khảo ừ. nếu như mà vẫn chưa giải tỏa được <laughs> tức giận chưa cảm thấy đủ nữa rồi nhá thì mình có thể chọn một cách là mình đi kể thêm với những người khác uh, chọn lọc lúc đấy thì chắc là cũng đã đủ tỉnh táo để chọn lọc ra đến những cái khía cạnh rồi để có thể đi kể thêm với những người khác như những người kiểu bớt bớt thân thôi một chút để gọi là giải tỏa cảm xúc ra hoặc là viết blog viết lên những cái kênh mà để có thể nhiều người đọc hơn chẳng hạn đấy cũng là một cách để giải tỏa ừ. từ nãy giờ lại thêm rất nhiều cái để ghi lại <laughs> về cách giải tỏa cảm xúc làm ừ. sao để bớt áp lực cho bản thân, bớt áp lực cho ừ. tinh thần của mình đúng không? nói chung câu chuyện cuối cùng vẫn là gì? đừng thấy bản thân xấu khi mình áp lực đúng khi mình kém cỏi khi mình này kia bởi vì là bạn các mọi người tin mình đi ai cũng có những tình huống như thế thôi chắc chắn rồi <laughs> bởi vì không có khó khăn làm sao mà thành công được trừ khi người đấy chín điểm chín điểm công đức <laughs> kiếp trước chắc giải cứu thế giới kiếp này được sinh ra trong gia đình tài phiệt đã <laughs> Nếu có một lời khuyên cuối cùng dành cho các bạn đang trên hành trình phát triển sự nghiệp bản thân của mình, làm thế nào để trở thành một KOL trong sự nghiệp của chính mình, làm thế nào để mình có một cái kết quả và thành công với sự nghiệp mà mình đang lựa chọn, Hoàng sẽ khuyên gì? Ừ. Thật là khó để có một lời khuyên để thành công, bởi vì Hoàng cũng chưa thành công lắm. Ừ. Hoàng cũng không tự nghĩ rằng là mình là một người thành công. Hoàng chỉ tạm hài lòng với những gì mà mình có trong địa điểm hiện tại, bởi vì nó đúng với lộ trình của Hoàng. Thì thôi, đơn giản như vậy. Ờ, thì như vậy Hoàng sẽ chia sẻ một cách tốt hơn là Hoàng sẽ chia sẻ về việc một số những cái bí quyết của cá nhân Hoàng để đạt được đúng những cái mục tiêu trên lộ trình đi của bản thân mà mọi người vạch ra. Vẽ ra cho mình một cái lộ trình trên bất kỳ một cái công việc mà bạn làm, có thể đấy là sự nghiệp, có thể là tình yêu, có thể là gia đình. Có những bạn mục tiêu lấy chồng năm 27 tuổi, ấy, đúng không ạ? Không vấn đề gì thì các bạn phải có lộ trình để lấy được chồng năm 27 tuổi hoặc lấy được vợ năm 27 tuổi, đúng không? mọi thứ trên đời này nó đều phải là mọi một cái tức là mọi kết quả đều sẽ đạt được từ những cái bước rất 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 nhỏ và mình phải có một vẽ ra một cái kế hoạch cho những cái bước nhỏ đấy à, làm thế nào để có thể lên được một cái lộ trình cho cuộc sống cho công việc rồi cho học tập các thứ tốt mọi người có thể mình không nhớ cụ thể là bài viết nào nhưng mọi người có thể tham khảo những cái bài viết trên trang cá nhân và youtube của chị the present writer hay present writer i don't know chị ý là một người rất có kiến thức được đào tạo ừ, uh, tiến sĩ bây giờ hình như là chị là giảng viên hay sao? Ấy. Hoàng không nhớ chính xác đó nhưng nói chung là Hoàng tình cờ đồng số bài viết của chị và thấy là viết rất là sâu rất là chuyên môn đó về những cái lĩnh vực về phát triển bản thân làm thế nào để sắp xếp viết tạo ra lộ trình cho bản thân thì mọi người có thể tham khảo chị ý những cái bí quyết của chị nhé nó rất là đúng uh, sau khi mà mình có một lộ trình rồi thì trên cái con đường đó mình sẽ luôn luôn phải nỗ lực và phải ghi nhận cái quan có một cái hoàn thấy là khá là hay đấy là luôn phải ghi nhận mọi bước tiến nhỏ nhất của mình mà có mà mình đã đạt được cái này giống như là uh, một câu chuyện của chị Nguyễn Phương Mai cũng là lại idol là idol hả? <laughs> chia sẻ thực sự đấy chia sẻ trong một câu chuyện đấy là uh, cái gì nhỉ đơn vị nhỏ nhất của nỗ lực là một hơi thở uh, nói về chuyện khi mà chị tập yoga ấy, đó tức là không nghĩ là sẽ tập thiền hay gì đấy không nghĩ là sẽ tập được nhưng mà cứ tập ví dụ ngày hôm nay thở được một chút tập thở tốt hơn một chút xong là duy trì kéo dài kéo dài những nỗ lực đó hoàng tin rằng là việc mà mình trân trọng từng những cái nỗ lực nhỏ nhất của bản thân trên cái hành trình đạt đến mục tiêu ấy nó sẽ giúp cho mình luôn luôn cảm thấy tích cực hơn và mình sẽ cảm thấy là à mình có thể làm được mình đang tiến bộ rồi mình có thể đạt được mục tiêu chứ nếu cứ nghĩ về việc là còn xa lắm còn xa lắm tại sao tôi chưa tiến bộ tại sao tôi chưa đi nhanh hơn ừ, tại sao tôi là kém thế này ờ ừ, tại sao tôi kém thế này thì thì hoàng nghĩ là sẽ khó đạt được mục tiêu đấy à, và có một cái nữa một cái cuối cùng nghe nó hơi cliché nó hơi bị giáo điều một chút hay là kiểu bị sáo rỗng nhưng nó là sự thật là mỗi người có một tham lai có một cái gọi là mùi giờ khác nhau mọi người có thể thấy rằng là hoàng thành công ở uh, hoàng thành công trong hoặc kép nhá hoàng thành công sớm này 25 tuổi là giám đốc là các thứ này kia nhưng có biết bao nhiêu người ngoài kia mười mấy tuổi họ đã có cả một doanh nghiệp như, cái ngày xưa có cái em thì bán chè bưởi đấy đấy tức là nếu như so sánh như thế hay là thế thì cái em đấy có khi so sánh một một em bé được sinh ra trong gia đình tài phiệt mới đẻ ra đã có hàng triệu cổ phiếu trong yeah. tay thì ý hoàn là, là gì đúng ừ, làm sao đúng mà, mà có thể so sánh được mọi người với nhau đúng không ạ mỗi người có một số phận mỗi người có một cuộc đời thế thì có đúng là mỗi người có một múi giờ không Hoàng nghĩ là sẽ không có một cái định nghĩa gì cho một cái gọi là hành trình chuẩn lộ trình chuẩn Mục tiêu chuẩn, thành công chuẩn Mỗi người sẽ có những cái con đường khác nhau Và sẽ có cái lộ trình khác ừ. nhau Để đạt được đến nó ừ. Và có một cái mốc thời gian khác nhau ừ rồi. Ngày xưa Hoàng Anh nghĩ là 27 tuổi Hoàng phải đi học thạc sĩ Nhưng bây giờ Hoàng nghĩ khác rồi Tại sao phải là 27, 30 thì khác gì 27 35 thì khác gì 27 Không khác gì nhau, đấy chỉ là tuổi sinh học thôi Còn độ tuổi của ước mơ Độ tuổi của tâm hồn Thì thật sự là nó không bị giới hạn bởi cơ thể của mình đâu. Nên là mọi người hãy uh, cứ tin vào một điều sáo rỗng Để là mỗi người có một múi giờ khác nhau nhá. Và hãy nhưng cái quan trọng là hãy vạch ra cho mình một lộ trình để mình không bị trôi. Ừ. Đó, múi giờ thì Ở nó cái nó vẫn nào. có giờ đúng không? ạ? À? Là múi giờ thì vẫn có giờ. <laughs> Chứ không phải là không có gì để mình bám vào. thì thì sẽ trôi thật đấy. Thì không ổn. <laughs> Rất là cảm ơn Hoàng với buổi chia sẻ ngày hôm nay. Chúc cho Hoàng và những cái dự định tương lai của Hoàng sẽ sớm thành công có kết quả tốt cảm ơn thảo rất là nhiều và cảm ơn